Cái này nó ẩm nên nó trồng ngô hết này, trồng lên cao có 2 vụ 10-15 phần, 2 vụ. Đi những đường này thì xe ngon mới thấy sướng. Xe này xanh không? Đợt trước xe này là mình không hiểu tại sao là mệt sóc nhiều sao đau đầu lắm đấy. Chắc nó kịp. Xe này đi mệt hơn xe đen. Mệt hơn nhiều. Đau đầu nó sóc nhiều nó. Cái đoạn cua này. Tí chú lên ngồi trên này đi. Ngồi trên nó đỡ mệt. Chỉ thế thôi. Đang đỡ hơn sau nó gần đến nhíp sau rồi. Đây là anh Khánh anh còn. Anh còn cho 2 bao tải cát rồi đi chú ạ. Ờ, 2 bao tải cát nó cũng đỡ đi đấy. Đợt tới anh cho thêm bao nữa anh Khánh ạ. Thương về thành một bao nữa thì nữa. Cháu là hơn bao chứ. Hơn bao. Đúng không? Hơn 2 bao. Đằng sau cơ. Nhưng mà phải ra đằng sau ngồi cơ, anh ác thế. Ngồi thế này thì quá thua. Được. Chưa tính được. Hơn bao 40 cân là cháu thành 2 bao đấy. Đầy đủ phụ tùng 2 bao. Đây là dọn một cái ấy là xong nằm cái cuộn tròn đấy là ngon khác. Cưng là bao nhiêu cân? Cháu 74 cân. Thế nặng ngang chú Phong lên Phong là mình cũng phải 73 cân rồi. Ủa? Thì trông người chú cao gọn mà. Trông chú gọn mà. Ở đây mình thấp hơn nhiều. Không, trông người chú cũng không to mà chú 73 cân. Chắc là được nhiều tập nhiều nó chắc chắc người là không. Cháu thì vai to. Đây chú nó tròn người. Nhìn trực diện thì thấy nó bé rồi. Thường này nó cao, bảy mấy mà nhỉ? Cháu 74-75. Đấy. 74-75 cân, 75 cân là vừa mét 74. Không, cháu thì 70 thì được. 70 nặng quá.